Xin chào quý vị và các bạn. Đứng trước cánh đồng của chúng ta đây là trồng những cây hoa violet. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi xem qua về các bác thợ, bác ấy đang làm trồng cây cũng như là cải cuốc đất để chăm bón cho những cái cây hoa violet của chúng ta được nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán năm 2021 nhé. Xin mời quý vị và các bạn hãy đi cùng tôi. Let's go. Lân các bạn, lân lâm thao. Chiến. Bác cái công việc của mình có vất vả lắm không ạ? Việc lông chẳng vất vả anh. À, thế những cái cây hoa này của mình thì trồng đến khoảng bao lâu thì được thu hoạch vậy? Này phải trồng được phải 3 tháng để trồng đến Tết đấy. Vâng. Thế là những cây hoa này của mình sẽ trồng đến độ 3 tháng đến Tết năm 2021 sẽ được thu hoạch. Violet. Đây là những cây nhỏ. Những cây này chăm sóc có đặc biệt lắm không ạ? Cái này chỉ là phải làm đất nó nhỏ thôi. Vâng. Đất nó nhỏ thì trồng nó mới sống được. Vâng. Thế ngoài ra cái vấn đề ở đây thì mình chăm bón nước thì có cần cho ăn nhiều lân và đạm hoặc các cái chất khác gì không? Bao giờ nó lên thì mới cho nó ăn lân đạm. Vâng, vâng. Rồi, cảm ơn bác nhé. Này, trồng dễ mà. Rau. Này, trồng này nó bóp cái đất nhỏ nó vào. Chết hết. Trồng này phải bóp đất nhỏ mà, đúng không? Làm đất càng nhỏ càng tốt. Càng nhỏ càng tốt thì nó mới giữ được cây. Cây nó bé mà. Ừ. Kính thưa quý vị và các bạn, để chúng ta trồng được những cây hoa violet thì điều đầu tiên chúng ta phải làm đất để ải cho đất. Thì ở đây các bác chúng ta sẽ dùng máy cày này, sẽ cày lên các cái luống đất này. Đó là các bạn nhìn này, đất to, đất nhỏ này. Sau khi đó các bạn hãy phơi ải lên để cho mục đích đất luôn thoát hơi ra và hấp thụ các cái không khí ánh nắng mặt trời. Và sau đó đã được băm nhỏ và nhuyễn lại. Sau đó là sẽ vun thành luống từng hàng một quý vị và các bạn. Đó. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết bây giờ hiện đang rất nắng và gắt, nên cái mục đích các bác ấy đang quây lưới ở đây là để tránh cho cây violet của chúng ta nó đỡ bị nắng quá to dẫn đến cây chết và mất nước quá nhiều. Đây là những cái khu cánh đồng trồng hoa violet của anh Nguyễn Thạc Chiến, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Linh. Tôi sẽ vén màn lên cho quý vị và các bạn xem những cây hoa violet nhỏ, con. Đó, quý vị các bạn nhìn xem. Ở đây thì chỉ sau khoảng 3 tháng nữa là những cái cây hoa violet sẽ đâm hoa cho quý vị và các bạn. Tôi sẽ xin zoom to lên các bạn cùng nhìn. Các bạn, cái mục đích lấy chấu để rắc ra nuôi cho cây. Quý vị các bạn ạ, khi sau khi chúng ta đã rắc toàn bộ những chấu xong thì các bác ấy sẽ làm cái công việc là tưới nước giữ độ ẩm cho cây, và sau khi tưới xong một cái lượt này nước, các bác ấy sẽ phủ lại những cái tấm lưới nhằm tránh nhiệt, tránh ánh sáng quá lớn, và sau đó sẽ tưới lên trên làm giữ cái độ ẩm cho lưới cũng như là khu vực xung quanh. Ở đây thì sẽ tưới là một ngày tưới 2 lần, sáng và tối.